Nếu có một câu hỏi rằng bài tập nào là hiệu quả nhất trong bộ môn bóng đá thì có lẽ mình sẽ trả lời đó là bài tập tâng bóng. Tâng bóng là kỹ thuật cơ bản nhất trong bộ môn thể thao vua. Nó bổ trợ rất nhiều cho các cầu thủ, từ cảm giác bóng cho đến sự khéo léo của đôi chân. Và từ kỹ thuật này, nhiều người đam mê bóng đá đã tạo nên một bộ môn biến thể đầy tính sáng tạo, đó chính là freestyle football, hay còn gọi là tâng bóng nghệ thuật. Một người tâng bóng tốt chưa chắc gì đã đá bóng hay, nhưng một người đã đá bóng hay rồi thì chắc chắn sẽ phải biết tâng bóng. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn ba điều lưu ý nếu như bạn là một người mới tập kỹ thuật tâng bóng cơ bản. Hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Hiện nay thì mình thấy có rất là nhiều bạn trẻ ra sân chơi bóng rồi mới bắt đầu tập tâng bóng, và thường sẽ tập tâng với đôi giày đá bóng của mình. Điều này không sai, nhưng khả năng là các bạn sẽ có thể mất thời gian nhiều hơn để tập so với các bạn mang chân không. Vì khi các bạn mang chân không thì các bạn có thể cảm nhận rõ được cái điểm chạm khi tâng bóng. Trước đây mình cũng đá từng như vậy, nhưng sau khi xem được một video tài liệu của Học viện Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai GMG thì mình đã thay đổi. Khi mình tập tâng bóng bằng chân không tốt rồi thì mang giày vào, mình có thể cảm nhận được là mình tâng tốt hơn rất nhiều. Điều này khá dễ hiểu, vì với thiết kế của những đôi giày đá bóng hiện nay thì phần upper thường sẽ có bề mặt với tiết diện tiếp xúc bóng khá đều và lớn hơn nhiều so với tiết diện mặt tiếp xúc khi bạn tập bằng chân không. Tâng bóng với kỹ thuật của tâng cầu, mình thấy đây là một lỗi sai mà khá nhiều người mắc phải. Hai cái kỹ thuật tâng bóng và tâng cầu thì nó có sự khác biệt không hề nhỏ. Khi tâng cầu thì bạn sẽ chỉ sử dụng phần cơ đùi để nâng chân lên và giữ phần gối gần như vuông góc. Tuy nhiên, nếu bạn tâng bóng với kỹ thuật này thì chắc chắn rằng điểm chạm của bạn sẽ không phải là mu bàn chân. Hình dạng và kích thước của trái bóng và trái cầu cũng hoàn toàn khác nhau. Khi tâng bóng, bạn cần sử dụng kết hợp toàn bộ phần dưới của cơ thể và sự khéo léo của đôi chân. Cái điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là các bạn nên tập tâng một chân thuần thục trước, cả chân thuận và chân không thuận, sau đó hãy bước vào các bài tập tâng bóng bằng hai chân. Đây cũng là trình tự tập luyện tâng bóng của các trung tâm bóng đá chuyên nghiệp hiện nay. Vì vậy, bạn hãy cố gắng kiên trì và tập luyện từng bước một nhé. Đó là ba điều lưu ý mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, giúp cho các bạn mới có thể tập tâng bóng cơ bản tốt hơn. Và cái kỹ thuật tâng bóng cơ bản này các bạn hoàn toàn có thể luyện tập tại nhà trong mùa giãn cách này. Các bạn chỉ cần cố gắng chăm chỉ luyện tập là các bạn có thể cải thiện được kỹ năng của mình. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy bổ ích và hay thì cho mình xin một like cũng như là một đăng ký nếu như bạn là một viewer mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.